Edward Weevil khả năng cao là con trai thật sự của người đàn ông mạnh nhất thế giới Edward Newgate. Lần đầu xuất hiện, Weevil khiến người xem bất ngờ với vẻ ngoài giống râu trắng như hai giọt nước, chỉ khác một giọt nước biển, một giọt nước ruộng. Thêm vào đó là bà mẹ tự nhận bản thân là người tình, người vợ, người phụ nữ khiến trái tim râu trắng rung động. Không ít fan One Piece nhận định hai mẹ con này phải đôi trời nhiều lắm mới có thể ảo tưởng nặng như vậy. Thế nhưng, theo thông tin từ chapter 1072, câu chuyện vô lý ở trên có lẽ là sự thật. Tutsi, thành viên của CB0, được xác nhận là bản sao của Miss Buckingham Tutsi, cựu thành viên băng hải tặc Rock. Mẹ của Weevil được gọi là Miss Bucking, thời trẻ từng ở chung thuyền với râu trắng. Thế nên, khả năng cao Tutsi chính là phiên bản lúc trẻ của chính Miss Bucking. Thời xuân sắc chất lượng như thế này thì chuyện râu trắng lỡ gửi nhầm thằng con cũng không phải chuyện quá khó tin. Thêm nữa, Kizaru từng nhận định Weevil giống như một râu trắng thời trai trẻ với sức mạnh thuần túy. Từ những dữ kiện ở trên càng thêm khẳng định mối quan hệ ruột thừa giữa râu trắng và râu trắng hàng Shopee.